Lee Da-in, bạn gái Lee Seung-gi, nhan sắc chuẩn hoa hậu nhưng gia đình vướng scandal nghiêm trọng. Mới đây, khi truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Lee Seung-gi đang hẹn hò với con gái Mama Choi, Lee Da-in. Ngay sau đó, công ty quản lý đã xác nhận mối quan hệ. Thậm chí Dispatch còn tung loạt ảnh con rể quốc dân đưa bạn gái về ra mắt bà từ mùa thu năm ngoái. Chuyện tình cảm của Lee Seung-gi, Lee Da-in đã khiến mạng xã hội xôn xao, bàn tán không dứt. Ngay lập tức, những thông tin về gia thế, nhan sắc của nữ diễn viên đã được netizen săn lùng ráo riết. Vậy Lee Da-in là ai? Con nhà nòi nghệ thuật nhưng bản thân lại chìm nghỉm. Lee Da-in sinh năm 1992, là con gái thứ hai của nữ minh tinh Kyu Min-ri, Mama Choi nổi tiếng trong bộ phim nổi tiếng khắp châu Á Nàng Dae Jang-geum với nam diễn viên Im Yong-gyu. Sau khi ly hôn, Kyu Min-ri tái hôn và giành được quyền nuôi hai con gái, đổi họ con theo họ chồng mới. Vốn có mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng, lại sở hữu ngoại hình xinh đẹp, không có gì lạ khi cả hai chị em Lee Yu-bi, Lee Da-in đều nối nghiệp mẹ. Lee Da-in được đào tạo diễn xuất bài bản tại Đại học Hanyang, khoa sân khấu điện ảnh. Vừa có xuất thân con nhà nòi, lại được đào tạo chính quy. Thế nhưng mỹ nhân 29 tuổi lại đóng phim khá muộn và cũng không có nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Phải đến năm 2014, Lee Da-in mới chạm ngõ điện ảnh ở tuổi 22 với vai phụ trong The Fatal Encounter. Hiện tại, cả gia tài điện ảnh của con gái Mama Choi mới có tổng cộng 10 bộ phim và đều là vai phụ. Khán giả có thể gặp mỹ nhân họ Lee qua các bộ phim Hoa Rang, My Golden Life và gần đây nhất là A Lies, đóng chung với Kim Hee-sun và Chu Won. Nhan sắc chuẩn hoa hậu, thân hình sexy hút mắt. Bên cạnh biệt danh con gái Mama Choi, điều khiến công chúng ấn tượng nhất ở Lee Da-in đó chính là nhan sắc xinh đẹp cực phẩm. Dù sự nghiệp mờ nhạt, nhưng ai cũng phải công nhận Lee Da-in xinh xuất sắc. Bạn gái Lee Seung-gi thừa hưởng nét đẹp của mẹ, thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả cô chị Lee Yu-bi. Khá nhiều người hâm mộ công nhận Lee Da-in vừa ngây thơ, vừa sang chảnh giống mẹ và mang thần thái của hoa hậu. Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Da-in đã được mẹ dẫn đến sự kiện để quen dần với ánh đèn sân khấu. Từ bé đã xinh như búp bê, càng trưởng thành, bạn gái Lee Seung-gi càng trổ sắc vượt trội. Lee Da-in có gương mặt đẹp hoàn hảo, ngũ quan sắc nét, làn da trắng bóc nên để kiểu tóc nào cũng đẹp, toát lên vẻ sang chảnh và vô cùng cuốn hút. Không những vậy, nữ diễn viên cũng sở hữu body thon gọn nhưng vòng một lại vô cùng gợi cảm. Chuyện tình duyên kín tiếng chỉ bị bóc hẹn hò với chàng rể quốc dân. Lee Seung-gi chính là mối tình đầu tiên của Lee Da-in công khai. Theo công ty quản lý, cặp đôi nên duyên nhờ sở thích đánh golf và mới chỉ tìm hiểu nhau 5-6 tháng. Tuy nhiên, trùng cuối Dispatch đã vào cuộc và tung loạt ảnh Lee Seung-gi đưa bạn gái về thăm bà từ mùa thu năm ngoái. Được biết, chàng rể quốc dân cũng đã ra mắt Mama Choi Kyu Min-ri và chị gái Lee Yu-bi của người yêu. Người trong ngành tiết lộ, Lee Seung-gi không ngại công khai Lee Da-in là bạn gái anh, thế nên ai cũng đã biết tòng cả. Trước đây, Lee Da-in chưa từng công khai chuyện tình cảm, nhưng Lee Seung-gi thì đã từng hẹn hò Yuna SNSD trong gần 2 năm, từ 2014 đến cuối 2015. Ngay lập tức, dân mạng đã đặt lên bàn cân so sánh từ nhan sắc đến sự nghiệp của hai cô bạn gái của Lee Seung-gi. Theo đó, nhiều người đánh giá cao Yuna hơn hẳn Lee Da-in. Từ điều này, netizen cũng phát hiện ra hình mẫu lý tưởng của con rể quốc dân chưa bao giờ thay đổi. Trong quá khứ, Lee Seung-gi đã thổ lộ rằng Yuna là hình mẫu lý tưởng của bản thân trong 3 năm liên tiếp. Rồi sau đó, anh đã cưa đổ crush trong mộng, hẹn hò với cô trong gần 2 năm. Yuna vốn là mỹ nhân đình đám K-pop. Dù Lee Da-in không nổi tiếng đến thế, nhưng cô cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thậm chí được báo chí so sánh với thành viên SNSD. Không hẹn mà gặp, Lee Seung-gi đã hẹn hò với Yuna và một cô gái na ná Yuna. Điều này khiến dân mạng rút ra kết luận. Đúng là gu của Lee Seung-gi chưa từng thay đổi. Tôi không cho rằng Yuna giống Lee Da-in, nhưng họ đều xinh đẹp một cách trong sáng. Tôi nghĩ Lee Da-in trông khác Yuna hoàn toàn. Dễ gì anh ấy thay đổi được mẫu người lý tưởng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Lee Seung-gi và Yuna đã chia tay được 6 năm, giờ đây anh cũng đã hạnh phúc bên tình mới nên việc so sánh hai cô gái hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên, khi tin đồn cả hai hẹn hò nổ ra, nhiều dân mạng đã phản đối chuyện tình này sau khi biết được xuất thân của Lee Da-in. Nguyên nhân vì mẹ của Lee Da-in là minh tinh Kyu Min-ri hay Kyu Min-ri, người từng vướng scandal thao túng cổ phiếu làm chấn động showbiz Hàn Quốc. Theo đó, vào năm 2009, cơ quan điều tra bắt tay làm rõ lùm xùm Kyu Min-ri có hành vi thao túng cổ phiếu và ông xã họ Lee của bà giao dịch nội gián. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên kỳ cựu đã mua 55.000 cổ phiếu giá 900 triệu won, tương đương 18,5 tỷ đồng của một công ty khởi nghiệp. Sau đó, Kyu Min-ri thu về được tới 4,59 tỷ won, khoảng 94,3 tỷ đồng. Sau phim Cô Dâu Vàng phủ nhận nghi vấn làm ăn gian dối, khẳng định bản thân chỉ là một nhà đầu tư kiếm lời. Dù vậy, khán giả vẫn không tin mà chỉ trích Kyu Min-ri thậm tệ, mắng bà tham lam và lừa đảo. Điều đáng nói là vào năm 2018, chồng của Kyu Min-ri bị bắt cũng vì hành vi tương tự. Ông Lee đã sử dụng danh nghĩa của bà xã Kyu Min-ri để chiêu mộ các nhà đầu tư, thổi phồng giá và thao túng giá cổ phiếu của một công ty để trục lợi. Ông Lee đã thu về hơn 1,5 tỷ won, tương đương 30,8 tỷ đồng tiền lợi nhuận nhờ hành vi này. Chị gái Lee Yu-bi của Lee Da-in cũng vừa mới dính lùm xùm xoay quanh bộ phim truyền hình Chosen Exorcist, Pháp sư trừ tà Triều Tiên, phim bị ngừng chiếu do có nội dung xuyên tạc lịch sử.
Với gia cảnh như trên, Lee Dae-in chịu cái nhìn ác cảm từ dân mạng cũng là điều dễ hiểu. Nhiều khán giả cho rằng Lee Seung-gi xứng đáng hẹn hò với một cô gái tốt hơn Lee Dae-in.